năm nay khác với những năm đông xuân trước. Thì hiện nay là tình hình nước lũ thấp và thời tiết thì được dự báo là sẽ còn có những cái cơn bão diễn ra vào những tháng cuối năm, đặc biệt là nguy cơ mặn có thể xâm nhập sớm trước Tết âm lịch. Trước cái bối cảnh như vậy thì bà con bắt đầu vụ đông xuân sẽ cần chuẩn bị như thế nào để ngay bước đầu bà con xuống giống được thành công và tiến tới chinh phục được năng suất cao của vụ này? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình muốn được trao đổi cùng với bà con. Và bây giờ Ngọc Mẫn xin trân trọng giới thiệu hai nhà khoa học rất quen thuộc với bà con mình. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Chào Ngọc Mẫn, dạ. Chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Dạ. Xin trân trọng giới thiệu kỹ sư Trương Hùng Phong ạ. Dạ. Dạ, ngay từ bây giờ tổng đài 02-993-526-526 đã sẵn sàng. Nếu bà con có những cái thắc mắc cần được các nhà khoa học tư vấn thì hãy gọi ngay đến chương trình. Và đồng thời bà con cũng có thể gửi câu hỏi qua Facebook hoặc là trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng với địa chỉ là www.tht.vn. Hiện giờ thì bộ phận thư ký cũng đã túc trực trên hai hệ thống này. Như thường lệ, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng cũng sẽ có hai phần quà dành tặng cho hai khán giả gửi câu hỏi sớm và có nội dung câu hỏi hay. Mỗi phần quà là một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng. Tập đoàn Lộc Trời cũng sẽ có 3 phần quà dành tặng cho 3 bà con có tin nhắn sớm và trả lời đúng câu hỏi tiết mục Đố Vui Nhà Nông. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi và giao lưu cùng tham gia chương trình. Thưa quý khán thính giả, thưa bà con, như đã nói ở trên, thời tiết của vụ đông xuân năm nay được dự báo là khá khắc nghiệt cho cây lúa. Ngành chức năng tỉnh nhà Sóc Trăng đã có những chỉ đạo và lưu ý gì với bà con trước thềm vụ đông xuân? Kính mời quý bà con cùng theo dõi. Thì theo cái điều kiện đất đai và thủy văn thì và con nước thì chúng tôi khuyến cáo 3 cái thời điểm xuống giống trong cái vụ đông xuân. Thì đợt 1 là sẽ xuống giống khoảng từ giữa tháng 9 cho đến tháng 10 dương lịch với tổng cái diện tích là khoảng 59.600 hecta, chiếm khoảng 33% cái diện tích. Đợt 2 là sẽ diễn ra vào trong tháng 11 cho đến 15 tây tháng 12 là xuống giống. Đây là cái thời điểm xuống giống tập trung nhất trên hầu hết các cái địa bàn ở huyện thị xã trong tỉnh. Với tổng diện tích xuống giống là khoảng là 82.700 hecta, chiếm 52% cái diện tích của cái vụ đông xuân. Đợt 3 là xuống giống từ 15 tháng 12 và sẽ kết thúc vào 15 tháng Giêng năm 2020. Cái lịch thời vụ của vụ đông xuân năm 2019-2020 kết thúc sớm hơn khoảng 1 tháng so với hàng năm. Chúng tôi khuyến cáo bà con nên có một số cái động thái tích cực để nhằm bảo vệ cái ruộng lúa của mình được an toàn. Thứ nhất là chúng ta nên xuống giống đúng theo cái lịch thời vụ của địa phương khuyến cáo. Thứ hai là chúng ta chọn những cái giống có khả năng chống chịu với hạn hán và mặn. Thứ ba là chúng ta áp dụng các cái biện pháp kỹ thuật như là 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, mà đặc biệt là chúng ta nên tưới theo cái biện pháp là ngập khô xen kẽ. Rồi chúng ta bón phân cân đối NPK, hạn chế bón thừa phân đạm. Chúng ta tăng cường cái phân kali và một số cái loại phân bón lá để tăng cái sức chống chịu của cây lúa trong cái điều kiện bất lợi như là hạn hán và xâm nhập mặn. Chúng ta phải chăm sóc cái cây lúa cho cây lúa khỏe để cây lúa có khả năng vượt qua được với cái điều kiện thời tiết bất lợi. Dạ, xin được cảm ơn ông Trần Vĩnh Nghi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, Sóc Trăng là một vùng đất ít bị ảnh hưởng bởi lũ hàng năm. Nhưng mà trên bình diện chung của cả đồng bằng thì năm nay mực nước ở đồng bằng nó thấp hơn so với mọi năm, như vậy thì có ảnh hưởng gì đến cái việc sản xuất hay là mùa vụ đông xuân năm nay? Và trong cái thời gian gần đây thì đồng bằng cũng đã có được một cái lượng nước triều cường khá là lớn, như vậy thì trong cái nước triều cường đó có mang lại cái phù sa cho bà con để bắt đầu vụ lúa mới hay không ạ? Thì chắc cô Ngọc Mẫn và bà con biết đó là
hàng năm như vậy là cái mùa nước nổi đó, nước mình đã về đồng bằng sông Cửu Long nó mang theo nhiều cái lọc lắm. Mà tôi thường hay nói cái đó là cái lọc trời cho đó. Mà bây giờ nó về ít thì chắc chắn là bà con thấy là cái lọc này thì bà con bị thất bại rồi. Nghĩa là thất bại cái lọc chứ không phải thất bại vụ lúa đông xuân đâu. Ít lọc. Bây giờ mình điểm để thử coi. Nếu như mà nước về nhiều đồng bằng sông Cửu Long thì ngoài cái con cá, con tôm bà con mình bắt trong tự nhiên, thì cô Mẫn hỏi tôi bây giờ nó có ảnh hưởng gì với cái điều kiện của sản xuất lúa cái vụ đông xuân hay không? Cái thứ nhất là cái phù sa. Thì bà con thấy là dễ là thiệt thòi về cái vấn đề là bà con phải tốn kém phân bón nhiều hơn là cái chắc rồi. Cái thứ hai là nước về đồng bằng á, nó cũng là cái điều kiện để bà con mình rửa các cái độc chất ra khỏi ruộng lúa. Bởi vì trong suốt cái thời gian trước đó thì bà con thấy là mặn rồi phèn rồi ngộ độc hữu cơ rồi cả luôn về những cái hóa chất ở trong nông nghiệp nữa. Thì khi mà nước về á, nó tràn đồng cái rồi nó kéo cái các cái độc chất này đi. Và cái thứ ba nữa mà cái lọc này tôi cho rằng cũng rất là quan trọng, đó là nó ngập được các cái bờ nên nó diệt được cỏ dại. Bây giờ nếu mà cái nước mà về ít như vậy là các cái bờ nó không ngập nữa thì cỏ rồi cả cái lúa rài, lúa chét mà bà con mình không có trục nhận sau khi thu hoạch cái vụ trước đó, nó cũng có cái cơ hội để mà nó lên nên cái là cái cầu nối để mà lây lan cho bệnh tật cũng như là cỏ dại và cả cái con chuột nữa. Người ta nói hồi ngày xưa đó, cái mùa nước nổi đó, mà khi nào mà nước dâng cao quá, nhiều khi nó ngập lúa, thì cái năm đó lúa không được trúng, nhưng mà 2-3 năm sau đó là lại là được đền bù trúng dữ. Thì ở trong đó có cái phù sa và có cả luôn cái vấn đề là con chuột nó không có cơ hội nó phát triển. Thì năm nay tôi nghĩ rằng bà con mình cũng phải dè chừng cái đối mặt này. Nói thì nói vậy, nhưng mà bà con nhớ nè, cái quy luật mà nước về đồng bằng sông Cửu Long của mình bây giờ nó đã thay đổi rồi. Tôi nghĩ rằng bà con mình phải có một cái gọi là nhìn nhận để tìm lại cái quy luật. Ngày xưa thì nước nổi về đồng bằng sông Cửu Long thì có thể nói là thiên nhiên quyết định, nhưng mà bây giờ có lẽ là cái con người can thiệp vô dữ quá, nhất là các cái đập thủy điện ở trên thượng nguồn á. Khi mà đầu mùa mưa thì thay vì nước mưa đó chảy xuống sông Mekong đưa về đây cho đồng bằng sông Cửu Long của mình có một cái mùa nước nổi nó kịp lúc, thì bây giờ mưa ít một cái rồi thì các đập thủy điện nó bế lại, nó giữ nước ở trên thượng nguồn á. Tôi nhớ là năm nay Campuchia như vậy là xuống giống trễ gần 2 tháng. Thì cái này là mình biết trước chứ không phải là mình không biết. Nhưng mà trên kia người ta giữ nước. Bởi vì cái lẽ sống của các đập thủy điện là phải tích nước. Nhưng mà ngược lại những cái lúc mà mưa dầm á, nước đúng ra là phải, nghĩa là mưa tới đâu thì nó sẽ về đồng bằng sông Cửu Long của mình mức độ, nghĩa là vừa phải. Đằng này khi mà mưa nhiều, sợ trên kia bể đập một cái là họ lại xả nước. Cách đây khoảng 3 tuần tôi đi qua Nam Lào, thì như vậy thì nó xảy ra một cái tình trạng là mưa tại chỗ nhiều và các cái đập như vậy là đập thủy điện xả nên cái vùng mà Nam Lào như vậy là ngập liêu biêu hết trơn. Thành ra bà con thấy cái quy luật về đồng bằng sông Cửu Long nó đã đổi rồi. Nên con Mẫn hỏi tôi vậy chứ bây giờ cái này thì bây giờ nó có ảnh hưởng hay không, thì chắc chắn là chúng ta là bị động rất nhiều bởi cái đập thủy điện này rồi. Còn cái vấn đề về triều cường á, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái việc gọi là bị dội nước thôi chứ không phải là do nước ở trên thượng nguồn về nhiều đâu. Dội nước có nghĩa là mưa tại chỗ nhiều, thì đúng ra ngay cả nước ở trên thượng nguồn về nó phải tràn đồng để mà nó đi, thì đằng này mình bao đê nhiều quá nên nó dồn xuống sông, cộng với nước tại chỗ và bên ngoài là biến đổi khí hậu nên mực nước biển nó dâng cao lên nữa, thành ra cái này nó dội, nên cái lượng phù sa thì nó cũng như không như vậy. Nhưng mà bà con nên lưu ý cái vấn đề phù sa. Tôi nói cái kỳ vọng của mình vấn đề về phù sa có thể nói là tiên liệu là sau này rất xấu. Bởi vì các cái đập thủy điện mà nó tích nước như vậy là phù sa nó rớt ở trong cái hồ nó hết rồi. Nó không có cái cơ hội khi mà nó xả ra nước trong vắt à. Thành ra về tới đồng bằng sông Cửu Long của mình không còn phù sa nhiều đâu. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng bà con mình phải hết sức quan tâm. Và còn một cái điểm nữa là xin lỗi cô Mẫn em. Bà cái hồi nãy theo dự báo, theo cái khuyến cáo của chính quyền địa phương đó, của Nghi đó, thì chúng ta sẽ xuống giống đợt 1 vẫn còn nằm trong cái giai đoạn là mưa nhiều. Nên cái vấn đề mà xuống giống xạ coi chừng dồn giống, nên cái vấn đề này bà con phải quan tâm. Thì tôi biết rằng Sóc Trăng mình có một cái kỹ thuật gọi là xạ nước, nên nếu bà con nào chưa tiếp cận thì tôi nghĩ rằng cái xạ nước, dùng nước để mà chắn mưa, đừng có để cho nó bị dồn giống, thì tôi cho rằng cái điều này thì bà con mình phải hết sức là quan tâm. Xin cảm ơn giáo sư. Nhưng mà giáo sư nói một cái ý mà Ngọc Mẫn cũng rất là tâm đắc, đó là bây giờ quy luật mà nước về đồng bằng sông Cửu Long đã thay đổi rồi. Vậy thì bà con mình phải nắm được cái này và hiểu được cái quy luật này để chúng ta làm chủ cái quy luật và tham gia cùng với thiên nhiên. Nhưng mà phù sa về ít
sẵn đây bà con cũng chuẩn bị bắt đầu vụ đông xuân sắp tới đây. Thì theo như giáo sư thì bây giờ phù sa ít thì bà con chắc chắn sẽ phải tăng phân bón, và phân bón thì đông xuân lại là mùa của đạo ôn nữa. Dạ. Thì giáo sư có lời khuyên gì để bà con mình có thể là ít tốn chi phí nhưng mà giảm nhẹ được cái đạo ôn trong đông xuân này, sử dụng phân bón? Dạ, có hai việc mà tôi nghĩ rằng bà con mình phải quan tâm. Bây giờ cái phù sa về ít thì cái thứ nhất bà con phải khai thác cái rơm rạ ở trong cái vụ trước cho nó tốt để trả lại cho cái đồng ruộng. Như vậy là sau khi thu hoạch vụ trước, bà con nhớ là trục nhận rơm rạ vào trong đất liền để cho nó phân hủy đất, nó giữ lại cái dinh dưỡng ở trong đó. Thì như vậy là nó cũng đã là bổ sung cái dinh dưỡng. Cái thứ hai trong cái vấn đề mà sử dụng phân bón đó, thì cô Mẫn nói là đúng rồi. Nếu bà con mà sử dụng phân bón bây giờ phù sa ít nên bà con nóng ruột, thấy cái lúa của mình nó chậm phát, bà con luyện những cái loại phân mà nó ghê bằng nó chuyển hóa quá nhanh đó. Nó chuyển hóa quá nhanh có nghĩa là từ cái ure đó rồi là nó chuyển thành ra cái đạm amon, thì cái cây mình hấp thụ nhanh quá thì dẫn tới cái chỗ là cái bệnh đạo ôn nó sẽ bộc dậy. Nên bây giờ cái xu thế là người ta phải sử dụng những cái chất để mà kềm giữ cái phân này, để làm sao khi đưa nó xuống đất á, thì nó phải đẩy nó giữ đó để nó đưa ra một cách từ từ cho cái cây lúa. Như vậy là không có phát triển một cách quá sức gọi là đột ngột mà đột biến, mà nó ra rất là nhiều lá rồi nhiều chồi quá cỡ, nên dẫn tới cái bệnh đạo ôn có cơ hội để mà nó tấn công. Nên cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng chắc Lạc Anh Phong cũng có thể giới thiệu những cái phân mà chúng ta thấy rằng nó nhờ những cái chất khác để mà kềm giữ nó, chẳng hạn như cái humic, cái đen đó, cái đạm đen đó, để mà khi mà nó chuyển thành ra cái ammonium thì ammonium nó được cái humic acid nó giữ trở lại. Bây giờ humic acid nó lại làm giống như là một cái dạng là mình nói là cái chất kềm giữ, nó là cái lát, nó là vậy. Thành ra nó nắm giữ đó thì nó sẽ phóng thích cái chất đạm ra từ từ được cho cái cây lúa ăn. Thì như vậy đó là chẳng những giảm cái đạo ôn không, mà nó còn được một cái nữa là nó giảm mất phân nữa. Thay vì nó ra mà cây lúa ăn nó vậy chứ đâu phải là nó ăn ngấu nghiến trong vài ba ngày là hết đâu, mà nó ăn giống như heo ăn, ngày ăn ít. Nên nếu như mà nó nhả ra từ cách từ từ như vậy thì nó ăn sẽ hiệu quả hơn, đỡ mất phân hơn. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Thưa kỹ sư Trương Hùng Phong, thì Ngọc Mẫn cũng được biết là trong khoảng thời gian gần nhất đây nè, thì kỹ sư Phong cũng đã có cập nhật rất là nhiều thông tin ở từ thời tiết cho tới mùa vụ ở đồng bằng. Kỹ sư có thể chia sẻ những cái điều này với bà con quý khán giả của chúng ta. Thưa bà con, thì trước khi tôi chia sẻ cho bà con mình một số thông tin từ trung tâm khí tượng, thì tôi nói cho bà con mình nghe, hổng gài tôi theo dõi năm nay nó lại khác hơn mọi năm. Tôi để ý từ tháng 7 cho đến tháng hiện nay là tháng 10 rồi, mình thấy thời tiết là thay đổi liên tục. Và cái mực nước ngay cả trên An Giang là cách đây là 5 ngày là đập trà sư thả rồi. Nhưng mà bà con thấy là thả nhưng mà nước nó rút rất là nhanh. Thành ra mà năm nay bà con thấy cái lượng nước nó không có nhiều. Và hôm qua tôi đi Đồng Tháp thì bà con có một kinh nghiệm nói rất hay. Ông nói mày muốn biết nước rút nhanh hay nước chậm mà dễ lắm. Nhìn cây sậy mà chừng nào mà chỗ bông là nước nó rút. Hôm qua bà con nói là bên bển là sậy bắt đầu nó trổ rồi. Giờ mình đi trên cái tuyến đường là nước rút rất là nhiều. Thành ra mình thấy năm nay mình thấy cái lượng nước năm nay là nhỏ. Mặc dù bà con thấy là ở địa bàn, một số địa bàn như Sóc Trăng, Hậu Giang, bà con thấy hổm gài là nước nó lên. Là giống như bà con vừa nghe giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ chia sẻ mình là hầu như là nước nó tọa động, hai ba thứ nó dồn lại. Còn mà hầu như cái lượng nước trên An Giang cũng như là thượng nguồn hầu như là nó rất là kiệt bà con. Và năm nay mình thấy có một cái khác, nếu bà con mình để ý, nước lên cao nhưng mà rút rất là nhanh, nghĩa là rút xuống thấp lắm. Và theo dự báo của trung tâm hiện nay thì cũng chia sẻ cho bà con mình một số thông tin. Năm nay là lũ trễ, thành ra nước nó trễ nhưng mà nước nó thấp, thành ra cái xu hướng mà cuối vụ thì nước ngọt mà nó cạn mà con. Thành ra người ta dự định là khoảng tháng giêng á, nghĩa là gần Tết á, thì sẽ có một cái con nước mặn nó đi vào, đặc biệt là những cái vùng bán đảo Cà Mau. Thành ra bà con mình làm sao mình xuống giống để mình canh cái thời điểm cuối đó, để mình chuẩn bị mình đón khi mà có mặn vô để mình quản lý cái đồng ruộng của mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai bà con thấy năm nay đó là mưa năm nay nó cũng khác hơn năm rồi nữa. Năm mấy năm trước là mình thấy mưa nó chảy đều á, nhưng mà năm nay là mưa nó theo chòm, mình kêu theo chòm cho dễ bà con. Mưa dài ngày cái nó ngưng, nắng lại, mưa dài ngày, mưa nắng lại. Thành ra cái này là cái bất lợi khi mà bà con mình xuống giống ngay thời điểm đó. Và theo thạc sĩ Xuân Lan cũng dự báo là qua giữa tháng 11 tới tháng 12 là cái lúc này là cái El Nino nó trung tính này. Thành ra nó có nắng, thời điểm nắng rồi cũng có thời điểm mưa. Thành ra năm nay là cái tháng 11 và tháng 12 là xuất hiện cái mưa trái vụ rất là nhiều.
Thành ra nếu bà con mình xuống giống trong thời điểm này, bà con mình hết sức cái vấn đề mà chuẩn bị giống cũng như là xạ ngay thời điểm làm sao để mình quản lý cái lúa của mình để né được cái những cơn mưa này, hoặc là mình có cái giải pháp tốt để mình giúp cho cây lúa mình khỏe, là cái đó là cái mà bà con mình hết sức chú ý. Và đối với dịch hại mà trong thời gian tới á, thì chúng tôi cũng lưu ý với bà con mình bốn cái vấn đề thôi. Thứ nhất là xạ xuống, xạ đầu vụ mà gặp mưa trái vụ thì phải sao phải tạo cái hạt lúa cho mình nó có cái cường lực để nó khỏe, để nó chống chịu lại cái điều kiện này. Cái thứ hai là năm nay nước lũ ít, con chuột nó cũng nhiều nữa bà con. Hôm gài tôi đi là các tỉnh là hầu như nông dân là phản ánh chuột rất là nhiều. Thành ra ngay từ đầu vụ bà con cũng phải tính toán cái vấn đề quản lý chuột để mình xuống giống nó không có lụm giống của mình bà con. Và cái thứ ba là bà con thấy là lũ ít, thành ra cái xu hướng mà lúa cỏ cái vụ đông xuân này nó lại cũng nhiều nữa. Và cái thứ tư là cái bà con mình phải tính con đường từ xa là làm sao chống chịu với cái mặn ở cuối vụ, đặc biệt là gần cái tháng giêng hay là gọi là gần cái Tết của mình. Thì đây là bốn cái đối tượng mà bà con mình nên chú ý trong cái vụ đông xuân này. Cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong. Và tiếp tục chương trình, chúng ta đến với tiết mục Đốt Vui Nhà Nông ạ. Mời kỹ sư Trương Hồng Phong. Câu hỏi đố vui hôm nay như sau: giống OM18 được bà con đồng bằng sông Cửu Long yêu thích bởi đặc điểm nào sau đây? A. Chịu phèn, chịu mặn tốt. B. Là nhẹ đạo ôn. C. Là năng sức cao, gạo chất lượng. D. Là dễ bán. Và E. Là tất cả các lợi ích trên. Bà con chọn một đáp án đúng nhất rồi soạn theo cú pháp đáp án phản trắc họ tên, phản trắc địa chỉ gửi về số 0929 141000 sẽ có 3 phần quà, mỗi phần quà là 3 chai Rai Honder, và kết quả sẽ được công bố vào cuối chương trình. Cảm ơn kỹ sư Trương Hùng Phong. Thưa quý khán giả, rui xe là thuốc chuyên dùng để xử lý giống, ngoài lợi ích là giúp cho rễ mầm to, lúa khỏe, rui xe còn bảo vệ lúa non khỏi sự tấn công của rầy nâu và bù lạch, giúp cho nhà nông mình yên tâm hơn. Và đây cũng là sản phẩm được cho nhiều nhà nông lựa chọn đầu tư cho cây lúa của mình từ năm 2006. Và bây giờ chúng ta sẽ dành 30 giây cho sản phẩm này. Tôi hiểu, mình cần quan tâm cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Làm nông cũng vậy, để có những vụ mùa bội thu, tôi luôn chăm sóc lúa ngay thời điểm đầu tiên bằng cách ngâm hoặc trồng hạt giống với Cruze, đặc trị bù lạch, rầy nâu, hạn chế bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, cho ruộng lúa một sự khởi đầu hoàn hảo. Cruze, uy lực cho hạt giống. Thưa quý khán giả, bây giờ thời tiết đã thay đổi và như phân tích vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ở đầu vụ, ngay cả cái nguồn nước mà đưa về đồng bằng sông Cửu Long chúng ta hiện tại thì cũng đã thay đổi khác so với trước đây. Do vậy mà để mà có cây lúa nó phù hợp với cái điều kiện mới thì chắc hẳn là cần phải có những cái chất để hỗ trợ khi mà cái thời tiết nó thay đổi. Thì năm 2019, tập đoàn Lộc Trời cũng đưa về một cái sản phẩm mới có tên là Rai Honder. Khi đưa vào trong sản xuất, trong canh tác lúa thì bà con rất là thích bởi cái hiệu quả của sản phẩm này mang lại và yêu thích và đặt cho một cái tên rất là dễ thương, đó là chất chống sốc cho cây trồng. Ngay sau đây mời bà con sẽ cùng theo dõi những cái hiệu quả thực tế trên đồng ruộng của bà con ở vụ rồi ạ. Cần mẫn với ruộng đồng, nhạy bén với cây mới, vụ lúa hè thu 2019, ông Lê Văn Tài, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã thử nghiệm sản phẩm Rai Honder của tập đoàn Lộc Trời ngay trên đồng lúa của mình. Rai Honder giúp cây lúa đối kháng với thời tiết nắng nóng và các điều kiện bất lợi khác, phát triển xanh tốt. Ông thực nghiệm 3 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức là 1.000 m². Ở nghiệm thức 1, ông xử lý giống với Rai Honder. Nghiệm thức 2, sau khi xạ lúa 2 đến 3 ngày, ông phối trộn thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Sofix với Rai Honder để phun cho lúa. Nghiệm thức 3, ông sử dụng thuốc của công ty khác, hiện lúa được 8 ngày tuổi. Qua cái ba cái nghiệm thức thì tôi thấy cái Rai Honder là trộn với Sofix phun thì tôi thấy là so với các cái nghiệm thức khác á thì tôi thấy là cái Rai Honder mà trộn với Sofix phun thì tôi thấy cái thân lúa to, lá lúa to khỏe, xanh, rễ ra dài và nhiều. Cùng thăm đồng, bà con trong xóm nhận thấy ưu thế nổi trội của Rai Honder so với sản phẩm của công ty khác. Bà con rất thích nghiệm thức 2 là phối trộn thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Sofix với Rai Honder vì vừa diệt được cỏ dại lúa cỏ, vừa giúp lúa khỏe, tiết kiệm được chi phí sản xuất. Qua ba cái giai đoạn, một là xịt, hai là trộn, ba là xài của công ty bạn đó.
là tôi thấy là cái gai ông đơi xịt là tôi thấy ngon nhất. Thì cây nó to, rễ ra mạnh, là lá nó xanh lại mà thẳng đứng. Theo mà xài trộn với xô phít xịt đó, thấy tiện lợi rất nhiều. Chi phí rẻ lại tiện cho bà con nông dân, bị rễ nó ra sẵn rồi rải phân nhẹ và lúa nó cũng rẻ nhánh mạnh. Tôi quan sát về gì nếu có điều kiện thì tôi cũng xài, vì chi phí nó ngon rẻ và nhẹ dân công gì sao nữa. Qua cái chương trình đi thăm lúa của chú Hai Tài thì bây giờ tôi thấy thì lúa thì xịt qua cái thuốc thì nó đạt kết quả nhiều hơn cái vụ mà trộn giống rải với ba cái thuốc bên của công ty bạn. Vì vậy thấy lúa lá thì nó nở, thân thì to, rễ thì lại dài. Làm như thế đó thì cây lúa nó cái rễ rất sâu xuống dưới, giải phân nó không bị ngộ độc hữu cơ, mà nó cái cây lúa nó ăn phân rất là tốt, cây lúa mau phát triển hơn và mau đẻ nhánh mạnh hơn. Dạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, thì được biết là giáo sư cũng đã có nghiên cứu về cái hoạt chất carcinosteroid. Thì giáo sư có thể chia sẻ những cái thông tin ở Việt Nam hay là ở thế giới như người ta sử dụng như thế nào ạ? Dạ. Thì tôi xem cái phóng sự thì bà con mình đang sử dụng cái hoạt chất này đấy chứ, trong cái rice powder đó. Dạ. Bởi vì trong đó là cái prednisone này nó là một hormone bà con, chứ không phải là cái phân bón lá hay là gọi là cái phân bón mà dưỡng cây, mà nó là một cái hormone của cây. Mà cái hormone này chính cây nó tiết ra, mà mình mới phát hiện nó sau này. Trước đó thì có 5 cái hormone mà mình đã biết từ lâu và bà con cũng đã sử dụng rồi. Thì trong 5 cái này đó bà con nhớ không, mình đã chia làm hai nhóm. Một cái nhóm gọi là tăng trưởng, thì trong đó có cái hormone mà để cho ra rễ, chẳng hạn như bà con mình chiết cây đó, bà con mình đã xài NAA rồi nè, rồi bà con mình cho nó nhảy chồi, bà con mình phun cái cytokinin, rồi bà con muốn cho cái trái nó phì, nó bự, cái cây rau nó vươn dài, bà con dùng cái gibberellic acid đó, thì bà con đã dùng rồi. Rồi còn hai cái nữa là cái hormone mà khi cái cây mà nó bị sốc, nó tiết ra, chẳng hạn như nó thiếu nước, cái nó rủ lá xuống, thì cái hormone APA thì bà con biết. Rồi có hormone nữa là hormone mình để mình vú cái trái chuối hay trái xoài để cho nó chín đó. Thì năm cái đó thì bà con mình đã biết rồi. Thì đây là cái thứ sáu nè. Mà cái thứ sáu này nó cũng được xếp vô cái nhóm mà tăng trưởng. Nhưng mà ở trong đó nó có một cái chức năng mà rất là, tôi cũng rất là ngưỡng mộ, đó là chống sốc cho cây. Cái đấy là rất là tuyệt. Bởi vì bà con biết, chắc là cô Mẫn cũng biết, trong cái điều kiện biến đổi cái thời tiết như thế này đó, mà ai mà mẫn cảm với cái thời tiết đó, thì cái con người đó dễ bị bệnh, rồi sau đó là phát triển không có tốt được nữa. Thì bây giờ đối với cái cây trồng á, mà khi mà nó bị sốc như vậy, chẳng hạn như hồi nãy kỹ sư Phong nói, giờ sắp tới đây là có những cái đợt lạnh như cô Lan đã dự báo, không thôi là mưa gió sụt sùi, gió mạnh, nói chung là tất cả những yếu tố nào mà nó làm cho cái tác động đến cái cây trồng của mình, lạnh quá, nóng quá, gió giật mạnh, rồi mưa tầm tã vân vân, tất cả những cái đó đều có ảnh hưởng đến cái sức sống của cái cây. Thì bây giờ chẳng hạn như trời lạnh thì mình biết chống sốc bằng cách mình mặc áo lạnh vô, nhưng cây ngoài đồng làm sao bây giờ? Thành thử là cái cây nó phải tiết ra những cái hormone để mà chống sốc. Nhưng mà đối với cây lúa mình thì cái hormone này nó không có nhiều. Mà nhất là trong cái điều kiện là theo dự báo hồi nãy kỹ sư Phong cũng nói, mặn cũng có thể là nó lâm le, như cô Mẫn cũng có đặt ra đó. Thì ngay cả cái cây trồng của mình mà bị mặn thì cũng chính nó cũng sẽ tiết ra những cái hormone này để chống lại mặn, nhưng mà nó không có đủ. Nên cái điều kiện nếu mà có được thì chúng ta phải bổ sung cái này trong những cái điều kiện mà nó bị sốc như vậy, thì cái cây lúa của mình nó mới khỏe. Thì qua cái phóng sự thì tôi thấy là bà con nông dân mình cũng đã có sử dụng, thì thấy cái bộ rễ nó phát triển dài hơn, thân nó mập mạnh hơn, là bởi vì nó chống sốc cho cái cây lúa. Thì đấy là cái điều kiện rất tốt để mà chúng ta khắc phục những cái yếu tố bất lợi của thời tiết trong cái điều kiện biến đổi khí hậu mà như bà con mình đã được thông tin. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư. Thưa kỹ sư Trương Hùng Phong, thì hiện nay chúng ta cũng đã thấy được là cái thời tiết nó đang diễn biến theo chiều hướng là khó khăn cho cây lúa, nào là lũ nước ít, là ít dinh dưỡng, rồi nào là mưa có thể bất chợt làm trôi nổi như
những cái gì mà nãy giờ kỹ sư có chia sẻ. Vậy thì để cho cây lúa khỏe ngay từ đầu với những cái sản phẩm mà như đầu vụ cũng như là cái racinosteroid mà Rahender, thì kỹ sư hướng dẫn cho bà con cách làm như thế nào để cây lúa khỏe mà hiệu quả nhất. À, thưa bà con, thì hiện nay Lộc Trời đưa cho bà con mình một cái giải pháp ngay từ đầu vụ để mình điều chỉnh trên cái đồng ruộng mình. Mình rập điều kiện lúc nào thì mình có cái giải pháp này mình xử lý lúc đấy. À, thường thường mình thấy nói là nếu mà môi trường mà nó yếu, cái giống yếu thì cây lúa sau này nó cũng yếu nữa. Thành ra bây giờ môi trường yếu làm sao mình làm cho cái cây mình nó khỏe thì nó chống chịu lại thì sau này cây lúa mình nó mới ngon. Thành ra người ta khuyên mình là làm sao mình có cái giống tốt ngay từ đầu, để gặp mà xả xuống mà gặp mưa thì tỷ lệ nảy mầm nó cũng tốt, là một cái đó là cái giống. Cái thứ hai là bà con phải làm sao tạo cường lực cho nó, nghĩa là tạo cường lực để khi mà nó gặp cái điều kiện bất lợi thì cái sức đề kháng nó tốt hơn, để nó chống chịu lại điều kiện bất lợi đó, để nó trồi lên. Thành ra người ta đưa cái ru xe vào giai đoạn đầu để người ta xử lý giống là một cái mà hiện nay mà cũng như thời gian qua bà con mình đánh giá rất cao. À, đối với ru xe thì mình đưa vô là nó có hai mục đích. Một là chúng ta là ngăn chặn được cái dịch hại ngay thời điểm, nhất là cái con bù lạch và cái con gà nâu. Thành ra giai đoạn đầu bà con mình không sợ cái đó. Cái thứ hai là trong cái ru xe nó có cái hoạt chất là trị nấm. Thành ra bà con thấy xả xuống mà nấm mà ngoài đất mà nó tấn công nhiều, cái hạt lúa nó tấn công cũng không được nữa. Thành ra bà con thấy nó vừa bảo vệ côn trùng mà vừa bảo vệ được cái dịch hại, cái nấm bệnh, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái hoạt chất ru xe nó có một cái chất là nó tạo cường lực cho cây trồng, có nghĩa là giúp cái cây trồng chúng ta nó chống chịu là cái điều kiện bất lợi nó tốt hơn, và nó có cái hiệu ứng là xanh lá. Thành ra bà con xử lý cái ru xe ngay thời điểm đầu, bà con thấy cái lá nó sung mà nó xanh lắm bà con. Thành ra ru xe cũng là cái giải pháp tốt mà trong cái điều kiện biến đổi khí hậu cũng như là cái điều kiện bất lợi, nhất là trong cái vụ đông xuân này. Và cái thứ hai mà nếu mà bà con xạ mà xuống mà mình gặp mà mưa chụp hoặc là mình mưa mà thất thường đó, thì mình muốn tạo cái hiệu ứng để cho cái lúa mình nó ngoi nước mạnh, thì có thể bà con mình đưa cái bơm vào, nghĩa là mình phối trộn chung với ru xe. Dạ. Bơm dễ lắm bà con, bây giờ mình cứ một xe là một lơ một ký, thành ra một dạ mình chỉ cần tốn 20 xe thôi, tốn khoảng 4.000 thôi, nhưng bà con thấy lúa nó lên tốt hơn, thành ra cái chi phí mà dặm sau này nó cũng nhẹ hơn. Thành đó là cái cặp giải pháp. Còn nếu mà khi mà bà con mình xạ rồi mà 3-4 ngày mà bà con thấy mà mưa nó chụp mà mấy cái lung và nó lên yếu hoặc nó ngã quẹo qua quẹo lại đó, thì lúc này cái cây lúa nó cũng bị sượng đó bà con. Thành ra đối với Lộc Trời hiện nay có cái giải pháp là đưa cái Rahender, chúng ta lại điều chỉnh cái Rahender để chống sốc và giúp cho cái cây lúa chúng ta nó ra rễ mạnh hơn, để nó bám được cái đất tốt hơn thì nó trồi lên nhanh hơn. Thành ra cái Rahender trong trường hợp này bà con có thể phối trộn với cái thuốc cỏ đó bà con, nghĩa là từ 1 đến 4 ngày thường thường bà con mình có pha chung cái thuốc sulfit để mình xử lý đó, có thể mình đưa cái Rahender vô mình giải quyết ở thời điểm này, nó cũng giúp cho cây lúa chúng ta chống chịu cái điều kiện bất lợi và nó trồi lên rất là nhanh. Thành ra đây là ba cái giải pháp mà bà con mình có thể vận dụng vào cái vụ đông xuân này. À, ru xe là đầu tiên, còn nếu mà có bị mưa dập thì ru xe cộng sulfit, ru xe cộng với bơm lower. Còn nếu mà xạ rồi mà lúa nó yếu thì lấy sulfit mình cộng với Rahender ngay cái gỡ thuốc cỏ đầu tiên, thì đó là bộ ba cái giải pháp bà con mình có thể vận dụng trong cái vụ đông xuân này. Dạ, cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong. Quý khán giả và bà con đang theo dõi chương trình tọa đàm nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng với chủ đề để thành công vụ đông xuân 2019-2020. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Sóc Trăng STV1, sóng phát thanh FM tần số 100.4 MHz và trên website www.tht.vn. Và Ngọc Mẫn xin được nhắc lại câu hỏi đố vui của chương trình hôm nay như sau: giống lúa OM18 được bà con đồng bằng yêu thích bởi những đặc điểm nào sau đây? A. Chịu phèn, chịu mặn tốt. B. Nhẹ đạo ôn. C. Năng suất cao, gạo chất lượng. D. Dễ bán. E. Tất cả các lợi ích trên. Bà con chọn một đáp án đúng nhất rồi soạn cú pháp đáp án, họ tên, địa chỉ gửi về số điện thoại 0929141000. Sẽ có 3 phần quà. Mỗi phần quà là 3 chai phân bón lá cao cấp Rahender dành cho 3 tin nhắn gửi về sớm và trả lời câu hỏi trên ạ. Trong thực tế, việc sử dụng phân đạm thông thường chỉ đạt hiệu quả từ 50-60%. Nguyên nhân do phân đạm tan nhanh, dễ bị bốc hơi và bị nước cuốn trôi, rễ không hấp thu hết phân bón. Nay đã có phân bón tiết kiệm đạm Flex. Đạm Flex có độ liên kết mạnh, không bị nước cuốn trôi. Đạm Flex được áo bên ngoài một lớp Humalai nên chậm tan, ít bay hơi, để lúa hấp thu phân bón hiệu quả, tiết kiệm được 20% lượng đạm. Sử dụng phân tiết kiệm đạm Flex, lúa khỏe, ít sâu bệnh, năng suất vượt trội. Sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời. Và bây giờ là thời gian các nhà khoa học sẽ tư vấn cho bà con, những bà con đã gửi câu hỏi đến chương trình. Đầu tiên xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn giúp cho bà con về cái lo ngại về cái ngộ độc hữu cơ đầu vụ đông xuân.
Có ba khán giả Lê Văn Giàu ở Dòng Riền Kiên Giang thì hỏi là còn 5 ngày nữa thu hoạch thu đông, rồi như vậy thì tôi sẽ cách ly bao nhiêu ngày để chống độc hữu cơ, cài vùi rơm rạ như thế nào để mà xuống giống vụ đông xuân sắp tới đây nó được an toàn. Khán giả dự đoán là đợt xuống giống sẽ rơi vào ngày 20 tháng 11. Khán giả Lâm Văn Hùng ở Châu Thành Sóc Trăng thì hỏi là nếu tình trạng hai vụ mùa liền kề nhau thì có cách nào để tránh ngộ độc hữu cơ hay không? Từ rãnh này sang rãnh khác bao nhiêu mét trong thời gian mà lúa bị ngộ độc hữu cơ thì bón kali, vôi loại nào tốt hơn? Khi ngộ độc hữu cơ thì cách tháo rửa và kích quạt thì nên chọn cái phương pháp nào là tốt cho cây lúa? Khán giả Danh Kiều ở Dòng Riền Kiên Giang thì hỏi là ruộng tôi cũng còn 10 ngày nữa là sẽ xuống giống, tôi cũng lo ngại là đất bị ngộ độc hữu cơ, vậy thì tôi phải nên xử lý rơm rạ trên ruộng của mình như thế nào ạ? Bây giờ tôi gom lại, bây giờ chắc là không có thể nào mà trả lời riêng từng cái câu hỏi, mà tôi nói theo một cái dạng hệ thống. Bây giờ cái thứ nhất là sau khi thu hoạch lúa xong đó thì tôi đề nghị bà con mình phải làm sao đưa cái rơm rạ vào ở trong đất liền. Bởi vì có những trường hợp bà con nó hỏi chứ bây giờ tôi cách ly một tháng thì như vậy là liệu có ngộ độc hữu cơ không? Nhưng mà nếu mà bà con cách ly một tháng mà bà con đợi cho tới chừng gần tới làm lúa bà con mới vùi rơm rạ vào trong đất thì như vậy một tháng nó đâu có ý nghĩa. Như vậy là sau khi thu hoạch lúa vụ trước chúng ta phải cài vùi rơm rạ vào trong đất liền. Mà khi cài vùi vào ở trong đất đó, thì bà con lưu ý cho cái chỗ là nếu được thì đừng có cho ngập nước, mà để nó còn ở trong cái điều kiện đất ẩm á, mà trước khi mà chúng ta vùi nó vào trong đất, bà con xử lý luôn cái những cái con vi sinh mà phân hủy rơm rạ, chẳng hạn như cái con nấm mà Trichoderma dehiscente chẳng hạn, thì như vậy đó là để cho nó phân hủy rơm rạ cho thật nhanh. Mà nếu mà bà con cài vùi vào trong đất có xử lý nấm Trichoderma thì tôi nghĩ rằng trong vòng 3 tuần lễ là chúng ta cũng đã là yên tâm trong cái vấn đề là nó giảm được cái lượng rơm rạ mà còn lưu tồn ở trong đất có thể sản sinh ra cái độc chất hữu cơ rất rất là tốt. Còn cái vấn đề nữa là sau đó rồi thì bà con nếu được thì đánh những cái rãnh nước. Hồi nãy có một em hỏi gì chứ bây giờ cái rãnh nước. Thì cái rãnh này để chi? Để sau này định kỳ chúng ta sẽ thoát nước, nghĩa là xả bỏ những cái độc chất hữu cơ ra khỏi cái ruộng lúa của mình. Mà không phải độc chất hữu cơ không, mà chính cái rãnh nước này sẽ rửa phèn rồi rửa mặn vân vân, tất cả những cái đó nó sẽ dùng cái rãnh nước lên. Thì cái rãnh nước bà con đào bề ngang một gang tay, sâu một gang tay như thế này, khoảng cách giữa hai rãnh là khoảng cỡ chừng 6 thước. Và rồi bà con nếu được nữa thì bón thêm vôi, nghĩa là sau khi trước khi mà chúng ta làm bằng mặt ruộng đó thì bà con rải vôi, nghĩa là với một cái liều lượng là khoảng cỡ chừng 20 cho tới 30 kg cho một công 1.000 thước vuông. Mà vôi này thì bà con sử dụng cái loại đá vôi nung đó, thì bà con rải đều mặt ruộng rồi bà con mới trục trặc để cho nó làm bằng cái mặt ruộng. Còn một cái nữa là em hỏi gì chớ, nếu trong thời gian đó thì bón thêm lân nữa có được không? Rất là tốt. Bởi vì chúng tôi cũng đã có cái thí nghiệm, nếu mà trong trường hợp mà đang bị ngộ độc hữu cơ đó thì bà con đưa thêm cái lân mà với liều cao, tức là gấp đôi với cái liều thông thường, thì nó cũng giúp cho cái bộ rễ nó phát triển được tốt hơn. Thì đấy là một số cái điểm mà tôi nghĩ rằng. Còn cái vấn đề về bà con hỏi gì chứ, bây giờ nếu mà đang bị ngộ độc hữu cơ thì mình rút nước, mình bỏ các độc chất này rồi cường sức cho cái cây lúa, thì cái này chúng ta cần làm cả hai. Bởi vì độc chất thì chúng ta phải xả bỏ ra khỏi ruộng, bà qua các cái rãnh nước, rồi sau đó bà con mình cường sức cho cái cây lúa. Như nãy là kỹ sư Phong cũng đã có giới thiệu về cái cách cường sức cho cái cây lúa, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái giải pháp, chúng ta kết hợp hai cái giải pháp lại chứ không phải là làm cái này hoặc là làm cái kia. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý khán giả, đầu vụ đông xuân này cũng có rất là nhiều bà con quan tâm hỏi về cái giống lúa nào phù hợp, đặc biệt là có thể chống chịu được phèn cũng như là mặn ở cuối vụ. Trên tay Ngọc Mẫn thì có hai câu hỏi của hai khán giả là Lê Hoàng Phương ở Hậu Giang và khán giả Lê Văn Giàu ở Dòng Riền Kiên Giang. Và trong chương trình hôm nay cũng có một số bà con ở tại Sóc Trăng cũng đã nêu cái quan tâm của mình là về giống, thì cũng xin mời bộ phận kỹ thuật phát cái nội dung yêu cầu của bà con mình ạ.
vụ đông xuân sắp tới á, lúa thường thời tiết bất lợi đó, thường mình đạo ôn rất là nặng. Tôi nghe nói tập đoàn Lộc Trời có giống mới ít bị nhiễm đạo ôn, năng suất chất lượng cao và dễ bán. Tôi muốn hỏi giống gì? Dạ, giống lúa nào? Và trên tay Ngọc Mẫn thì khán giả Lê Văn Giàu hỏi kỹ sư Phong là giống Lộc Trời 3 hay là giống OM18 thì giống nào phù hợp với đất phèn và cho năng suất cao hơn nữa? Xin mời kỹ sư. Thưa anh Giàu, anh Thương cùng bà con, thì cái bà con đang quan tâm là cái giống bà con thích giống mới lắm. Thành ra vụ nào đầu vụ đông xuân mà thường là cái năng suất nó cao, thành ra bà con thường thường suy nghĩ phải làm sao chọn cái giống cho phù hợp. Thì trong đó cái giống mà OM18 mà hiện nay là bà con được đánh giá rất là cao. Đối với cái giống OM18 thì chúng tôi mới nhượng quyền từ vựng lúa đồng bằng sông Cửu Long bà con. Đây là một cái giống rất là mới, và qua quá trình chúng tôi trồng thử nghiệm cũng như là cho một số bà con ở các cái vùng, mà đặc biệt là vùng bán đảo Cà Mau mình, để mình trình diễn, để mình xem cái đặc tính của cái giống này nó có phù hợp với cái điều kiện của thổ nhưỡng của từng vùng hay không. Thì qua đánh giá thì bà con đa phần thì bà con đánh giá rất là cao. Thì đối với OM18 thì trong vụ đông xuân này thì bà con nếu mà thấy phù hợp thì bà con có thể đưa vào cái vụ đông xuân này mình trồng. Tại sao nó có cái mấy cái lợi? Thứ nhất, cái OM18 là cái giống này là nó rất là nhẹ phân bà con. Chúng tôi làm nhiều vụ rồi, có nhiều nông dân chia sẻ kinh nghiệm gì nè. Nếu bà con mình làm cái 5451 mà tổng lượng phân trên một vụ cho một công, thì đối với OM18 này bà con giảm được 10kg phân. Có nghĩa là ví dụ 5451 bà con là trồng một vụ một công, bà con mình tốn là 30kg phân đi, thì cái OM18 này tốn có 10kg thôi. Có nghĩa là 3 loại phân cộng lại nha bà con. Thành ra bà con thấy cái OM18 cái lợi đầu tiên là nó nhẹ phân. Và cái thứ hai là nó rất là nhẹ đau ôn bà con. Rất là nhẹ đau ôn. Qua thực tế làm 3 vụ đông xuân hay là hè thu đông, đối với cái giống OM18 đều cho cái tỷ lệ bệnh đôn rất là nhẹ. Thành ra cái này là cái mà bà con mình chú ý để mình sử dụng nó. Và cái thứ ba là nó đẻ nhánh rất là tốt, và đặc biệt là nó rất là cứng cây. Cái thứ tư là nó chống chịu phèn và mặn rất là cao. Mà chúng tôi qua một số cái vùng mà chúng tôi có nghiên cứu á, thì cái khả năng mà chống chịu mặn nó từng thời kỳ á, thì nó khoảng tới 3/1000. Thành ra đối với cái vùng mà bán đảo Cà Mau hay là vùng Sóc Trăng của mình, thì mình đưa cái giống này vô cái khả năng mà nó chịu phèn chịu mặn rất là tốt. Đây cũng là một cái điểm thuận lợi mà chúng ta cần canh tác trong cái vụ đông xuân này, đặc biệt là cái xu hướng của vụ bị mặn. Và cái thứ tư là cái thứ năm là bà con mình ưa nói câu là nó không có nhát gió bà con. Thường tôi nói là không nhát gió là nó không bị bắn máy bay đó. Thành ra cái giống này nó cũng tương đối nhẹ so với cái vi phẩm. Thành ra đó là một số cái đặc tính về cái OM18 mà trong qua 3 vụ rồi chúng tôi đã làm thực tế trên nhiều vùng. Chúng tôi rút ra được những cái kinh nghiệm để chia sẻ với bà con mình hôm nay. Và đối với cái giống này, thời gian sinh trưởng của nó là 95-100 ngày. Và gạo của nó là gạo chất lượng cao. Và đạt tiêu chuẩn là xuất khẩu đi nước ngoài. Thì đó là một số cái thông tin về cái giống OM18. Còn đối với Lộc Trời 3 và OM18 thì bà con nói cái trồng cái vùng dưới đây thì bà con thấy cái giống nào nó phù hợp. Hai cái giống này nó đối với OM18 thì nó chịu phèn chịu mặn rất là tốt. Còn đối với cái Lộc Trời 3 thì cái khả năng mà chịu phèn chịu mặn nó hơi ít hơn. Thành ra nếu mà bà con muốn chọn cái giống để chịu phèn chịu mặn thì tôi nghĩ là cái OM18 là cái thuận lợi trong cái vụ đông xuân này. Và cái giống này hiện nay cũng là một cái giống chất lượng cao và năng suất rất là khá. Các tỉnh khác thì bà con hiện nay đang áp dụng cái OM18 này. Thành ra OM18 là ôm em 18. Ôm em 18. Dạ, rồi cảm ơn anh Giàu với anh Thương ạ. Dạ, cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong. Dạ, và liên quan đến cũng liên quan về giống, nhưng mà bà con của chúng ta đặt ra vấn đề và muốn nhờ giáo sư cho ý kiến. Đó là khán giả Dương Văn Dương ở Tháp 10 Đồng Tháp hỏi là canh tác bây giờ á, trước đây là có câu nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, nhưng theo canh tác bây giờ biến đổi khí hậu rồi, tôi đổi lại là nhất giống nhì có rầy tam phân tứ nước. Vậy thì nhà khoa học có đồng ý như vậy với tôi hay không? Khán giả Thạch Văn Bình ở Long Phú Sóc Trăng thì hỏi là để cho cây lúa khỏe ở đầu vụ thì tôi cho rằng là giống là số 1, 2 là đất, 3 là canh tác. Vậy thì nhà khoa học cũng có đồng tình với tôi để cho cây lúa khỏe hay không ạ? À? Em Bình với lại Dương ạ, à, Dương Văn Dương. Dạ. Dương, chào tôi cái dạ. Dương cái. Em Dương thì xin hỏi nhất là giống. Dạ. Thì em Bình cũng đồng tình là cái vấn đề giống. Dạ. Thì cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi, bà con thấy ngay không phải trên cái cây trồng không mà bà con thấy không?
tại sao cái người châu Âu họ to con như vậy, mình nhỏ mình lấy hoài, thì bây giờ muốn to con là phải đổi giống thôi chứ không có gì khác. Đó, thành ra cái giống nó, cái giống ở đây là giống có chất lượng, tùy cái mục tiêu của mình, giống có chất lượng rồi giống có năng suất, hay là giống có chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường, hay là giống chống chịu lại sâu bệnh chẳng hạn. Thành thử ra cũng tùy, chứ ít có khi nào mà một giống mà nó đạt được hết trơn mà ăn thua ở từng cái thời điểm. Như nãy giờ anh Phong cũng có phân tích ra, chẳng hạn như dùng mặn thì cái mặn là cái điều kiện phải chọn cái giống cho nó chịu đựng được mặn, thì bà con nhắm vô cái đó. Nên cái vấn đề cái giống đó là một cái giải pháp mà có thể nói là cải thiện cái điều kiện cho cái cây lúa mà tăng trưởng tốt. Chúng ta chọn cái giống phù hợp thì cái đó là rẻ tiền nhất, nên cái điều đó là chúng tôi nhất trí rồi. Rồi cái kế tiếp đó là cái vấn đề về đất đai thì phải rồi. Bởi vì cái cây trồng của mình, nhưng mà thường thường thì người ta nói rằng cái đất coi vậy chứ dễ thay đổi hơn là cái thời tiết. Thành ra cái mà bà con chọn nữa là cái vấn đề là mùa vụ, cái thời tiết. Tại sao cái vụ đông xuân là lúc nào năng suất cũng cao hơn cái vụ hạ thu thì bà con thấy rõ rồi đó. Ông bà mình có cái câu gọi là nhất thì nhì thục, có nghĩa là phải chọn cái thời vụ rồi sau đó mới tính tới cái kỹ thuật canh tác. Còn cái đất nếu như phù hợp thì nó quá tuyệt rồi. Còn nếu như mà nó vẫn còn một vài cái, chẳng hạn như về mặt dinh dưỡng nó chưa có thuận lợi, hoặc là đất nó hơi chua chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể cải thiện được. Nhưng mà về mặt thời tiết thì cái điều đó là chúng ta thấy là rất là khó. Nên bà con chọn cái mùa vụ, rồi sau đó cái đất đai, rồi cuối cùng đó là cái kỹ thuật canh tác của chúng ta cho nó phù hợp với cái gọi là cái thị hiếu của người tiêu dùng. Thì bà con cũng thấy rồi đó, không phải là trên cái cây lúa không mà ngay cả cây ăn trái. Thì bây giờ cái xu thế của người tiêu dùng bây giờ là người ta muốn ăn những cái sản phẩm mà sạch và an toàn, rồi thậm chí nghĩa là sử dụng cái hữu cơ nữa. Thành thử ra cái kỹ thuật canh tác của mình cũng phải nghiên cứu để cho phù hợp với cái thị hiếu của người tiêu dùng nữa. Thì những cái đó nó kết hợp lại với nhau thì cái sản xuất của chúng ta mới đạt cái hiệu quả tốt. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Thưa kỹ sư Trương Hồng Phong, khán giả Phạm Thanh Phong ở Tân Hồng, Đồng Tháp hỏi là vì sao cỏ dại và ốc bưu vàng vụ nào bà con mình cũng dùng thuốc để diệt mà vì nào cũng phải bây giờ cũng còn. Có phải là do nông dân mình diệt không đồng bộ, hay là chỉ diệt dưới ruộng mà quên diệt xung quanh những cái bờ bao? Dạ. Và cũng có rất là nhiều câu hỏi của bà con mình hỏi là bây giờ tại sao lúa cỏ và là cỏ đuôi phụng hay là cỏ gạo lại trở lại trên đồng ruộng khá là nhiều. Và sau đây cũng mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi được nghe cái nội dung này của bà con mình ạ. Lúa cỏ và cỏ dại ngày càng bộc phát mạnh trong ruộng lúa. Theo nhận xét của bà con nông dân, nếu ruộng không sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Sofix thì chẳng những cỏ dại mà cả lúa cỏ mọc dày đặc trong ruộng lúa. Với những ruộng lúa bị lẫn cỏ dại và lúa cỏ, thương lái mua giá thấp và rất khó bán. Chính vì vậy, với tính năng diệt trừ hiệu quả cỏ dại và lúa cỏ, Sofix được xem là người bạn đồng hành thân thiết với bà con hơn 20 năm nay. Tôi có 30 công ruộng, tôi xài Sofix là hơn 20 năm rồi. Tôi tâm đắc nhất là nó diệt được là lúa cỏ và cỏ dại. Tôi có 40 công lúa tầm lớn, ruộng tôi vụ nào cũng không thể thiếu Sofix hết. Tôi rất mê Sofix mà bà con trong xóm tôi cũng rất thích Sofix. Ông Nguyễn Thanh Trí, thị trấn Quỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú chia sẻ kinh nghiệm. Với 2 hectare lúa mỗi năm làm 3 vụ lúa, 20 năm nay, ông đều sử dụng thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm để diệt trừ cỏ dại và lúa cỏ. Vụ lúa nào, ruộng lúa của ông đều sạch cỏ, lúa đẹp cho năng suất chất lượng cao. Mình làm đất cho kỹ rồi đánh bùn lên nhão lên, đất cho bằng phẳng rồi mình xạ xong một ngày mình xịt sốt phít. Xịt rồi khoảng 4-5 ngày sau đó, mình đưa nước lên cho nó giữ được cái độ ẩm á. Thì nó diệt cỏ rất là hiệu quả. Tâm đắc nhất là nó trị được cái lúa cỏ rất là hay. Thời gian gần đây, mấy năm nay lúa cỏ nó xuất hiện rất là nhiều. Mình xử lý Sofix rất là hiệu quả. Sofix được bà con nông dân sử dụng linh hoạt trên nhiều điều kiện đất canh tác và đạt hiệu quả cao, an toàn cho lúa. Ruộng đôi chủ động nước được, vụ nào cũng muốn xài Sofix. Nếu mình xịt liền sau khi xạ không kịp thì qua bữa sau tiếp tục mình xịt vẫn kết quả, diệt được cỏ và lúa cỏ, rất là tâm đắc về sản phẩm Sofix.
Giới nhà nông đã từng sử dụng Sulfit thì có chung nhận xét Sulfit dù sử dụng bằng cách nào nếu đúng kỹ thuật đều cho hiệu quả cao. Dạ, và vừa rồi thì bà con chúng ta đã chia sẻ về hiệu quả sử dụng Sulfit trên đồng ruộng của mình. Nhưng mà khán giả của chúng ta cũng có nêu ra cái nội dung là vụ đông xuân này cái nước nó ít á, thì cái cách mình sử dụng Sulfit như thế nào để mình diệt được cái lúa cỏ. Xin mời kỹ sư tư vấn thêm ạ. Kính thưa phong cùng bà con thì anh hỏi hai vế. Mà vế đầu tiên bây giờ mình nói sao ốc với lúa cỏ mình diệt hoài mà sao nó vẫn còn hoài. Cái thứ hai là bây giờ mình vụ đông xuân này nước ít, mình quản lý cái ốc cũng như là cái lúa cỏ làm sao cho nó hiệu quả. Thường thường mình muốn diệt nó hết là mình loại nó khỏi vùng của mình, chiến lược chiến sự của mình thì nó không còn, mà còn thành ra mình còn sống thì còn con nào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở, thành ra mình phải diệt hoài. Và cái thứ hai là cái xu hướng về cái lúa cỏ bà con. Chúng tôi muốn nhân đây để cũng chia sẻ cho bà con mình, để bà con mình cần chú ý tới cái lúa cỏ. Bà con biết trước đây là nhiều năm bà con thấy là lúa cỏ nhiều lắm, cái qua một thời gian bà con đưa cái Sulfit vô bà con mình giải quyết lúa cỏ, cái nó hết lúa cỏ. Và khoảng 2-3 vụ nay bà con không có quan tâm đến lúa cỏ, và cái tâm lý của bà con nó bây giờ ruộng hết lúa cỏ rồi, thành ra không cần phun thuốc lúa cỏ nữa. Thành ra cái xu hướng bà con hiện nay là dài cái thời gian phun lúa cỏ là trễ lắm. Thay vì bà con bình thường xuống giống là 1-2 ngày bà con mình mua cái thuốc tiền nảy mầm bà con phun rồi, nhưng mà hiện nay bà con mình lại lùi cái thời gian lại để làm gì, để cho đợi cho nó cỏ lên cái mình phun lượt một luôn cho nó tiện. Và cái xu hướng bà con là xạ xong 4-5 ngày mới lấy cái thuốc cỏ hậu nảy mầm nó phun, rồi cộng luôn cái thuốc cỏ tiền nảy mầm phun nữa, rồi sau khi phun đó là vô nước rồi gãi phân cho nó tiện cái lịch của bà con á. Nhưng mà chính cái chuyện bà con kéo dài cái thời điểm từ lúc xạ cho đến lúc phun thuốc cỏ nó quá dài đi, thì trong cái khoảng thời gian nó đủ cho cái lúa cỏ nó nảy mầm, nó phát triển lên. Và bà con biết là khi mà lúa cỏ nó đã đẩy mầm, nó phát triển giống như lúa mình rồi, thì bà con mình đưa cái thuốc tiền nảy mầm vô là hầu như là không giải quyết được. Và cái thuốc hậu nảy mầm hiện nay bà con thấy là nó chỉ diệt được cỏ thôi, nó không diệt được lúa cỏ. Thành ra ở đây có một trường hợp là anh nông dân anh hỏi là bây giờ là lúa cỏ nó lên mà lên bông rồi là xử lý được không, thì hoàn toàn cái thuốc tiền nảy mầm không giải quyết được. Nó thành ra đối với cái lúa cỏ thì hiện nay bà con phải làm sao, mình phải nghĩ tới cái hướng là mình phải ngăn chặn trở lại bà con. Khoảng 2 vụ nay ở đây thì nó ít, nhưng mà ở một số khu ở Cao Lãnh, Đồng Tháp đó, bà con, hoặc là ở Đồng Tháp có một số ruộng là bà con phải chụp lại là do cái lúa cỏ nó quá nhiều. Và qua cái kinh nghiệm chúng tôi đi mà khảo sát đó, là hầu như là nó nằm rơi ở thời điểm là bà con mình thời điểm phun nó trễ đó. Thành ra bây giờ nếu bà con mình muốn giải quyết cái lúa cỏ mà trong 1-2 năm trở lại đây, nhất là cái điều kiện mà nắng nóng và thiếu nước, cái lúa cỏ nó phát triển trở lại, thì làm sao bà con mình phải phun sớm. Phun trước khi nó lên thì nó sẽ hay hơn, mà bà con để nó lên rồi thì thua. Thì đối với Sulfit thì đây là một cái giải pháp mà hiện nay 30 năm mà Sulfit nó vẫn tồn tại trên cái thị trường của bà con, là nó vẫn giải quyết được cái lúa cỏ tốt nhất trong cái điều kiện hiện nay. Và có hai cái cách bà con. Bà con có thể là phun trước xạ cũng được, có nghĩa là xới trục chạc xong bà con đưa cái Sulfit vào. Trong thời điều kiện này mà có ốc thì bà con cộng thuốc ốc bà con phun một lần. Sau đó bà con giữ nước lại 1-2 đêm, bà con rút nó ra bà con xạ. Và những cái ruộng nào hoặc là những cái khu gò nào mà lúa cỏ nhiều thì bà con có thể lặp lại một lần nữa, là sau khi xạ khoảng 2 ngày thì lặp lại 2 lần. Vậy thì cái khả năng mà chúng ta quản lý lúa cỏ để đừng cho nó lên nữa, thì cái đó là cái hiệu quả tốt để chúng ta quản lý lúa cỏ trong cái điều kiện hiện nay. Và bà con nói bây giờ là nắng nóng, mau khô đất và nước thì nó không có nhiều, thành ra bà con có hỏi có cách nào để mà làm sao mình quản lý lúa cỏ nó tốt không. Thì thường thường mình xạ xuống mà nắng nóng thì lúa nó lên chậm lắm bà con, thì bà con mình đợi lúa lên rồi mình mới đưa nước vô để cho nó đừng có chết lúa. Thì trong thời gian mình đợi nước lên đưa nước vô thì nó 3-4 ngày, thành ra lúa cỏ lúc này nó cũng lên theo. Thành ra có một số rất nhiều bà con có kinh nghiệm là ta lấy Sulfit cộng với cái Rye Hunter đó bà con. Cái lúc đầu bà con có nghe cái lợi ích của Rye Hunter, mình đưa vô như vậy thì cái cây nó sung sớm, thành ra nó nhóng lên sớm lắm. Khi mà nó nhóng lên sớm thì nó có chiều cao, bà con đưa nước vô thì nó không có chết. Thành ra cái lung cũng như cái gò là cây nó nhóng lên khỏi mặt nước rồi. Thì bà con đưa nước sớm, thay vì 4-5 ngày bà con đợi lúa lên cao bà con đưa nước. Còn cái này bà con đưa Rye Hunter chung với Sulfit sau cái ngày thứ hai á, bà con phun sau khoảng 2-3 ngày là lúa nó cao lên khúc rồi. Thì lúc đó bà con mình đưa nước vô, những chỗ nào lung á, bà con mình lấy ure 2-3 kg mình rải thì nó nhóng lên khúc. Thì lúc này cái chiều cao cây lúa nó cao lắm so với cái mặt đất. Bà con có thể đẩy cái nước vô để mình che lại cái mặt đất để cho cái lúa cỏ cũng như là cái cỏ nó không có đủ thời gian nó nảy mầm để nó phát triển. Thì đó cũng là một cách mà để nó giúp cho chúng ta bảo vệ được cái cây lúa và chống lại cái lúa cỏ cũng như là cây cỏ trong cái điều kiện nắng nóng cũng như là cái thiếu nước hiện nay. Nhưng mà đòi tôi tham gia ý kiến chứ. Bởi vì cái ý tưởng của anh Phong đó
là làm sao cho cái cây lúa, chẳng hạn như anh đưa cái Rayonder vô hoặc là thêm ít ure vô để cho cái cây lúa của mình nó nhóm sớm lên. Thì tôi nhớ có một cái ý tưởng này nè. Bởi vì người ta nói rằng tại sao cái mình để cho cái cỏ nó ép cái cây lúa mà mình không có cái kỹ thuật canh tác, làm sao mình dùng cái cây lúa của mình ép lại cái cây cỏ. Cái ý tưởng mà của anh Phong nói là tôi nghĩ rằng cái đấy là bà con mình cần phải tham khảo. Có nghĩa là khi cái hạt lúa của mình cho nó nảy mầm sớm ở trong nhà thì coi đó là một cái thuận lợi cho cái cây lúa của mình rồi. Trong khi đó cái hạt cỏ ở ngoài nó chưa nảy mầm. Rồi khi mình đưa ra đồng á thì mình có cái rye holder để mà, bởi vì tôi nói nãy nó thuộc cái brassinosteroid, nó thuộc cái nhóm tăng trưởng mà. Thì nó đẩy vô để cho cái cây lúa như vậy là nó phát lên được thêm một nhóm ít ure nữa. Thì trong khi đó thì cái hộp cỏ vẫn chưa có nảy mầm. Thì khi mà nó lên cao như thế này thì tới chừng hộp cỏ nảy mầm thì nó nằm dưới tán của cái cây lúa như thế này, tức là mình dùng cái cây lúa của mình ép cái cây cỏ. Thì cái quan điểm này tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà cũng rất là thú vị đó. Tôi nghĩ rằng bà con mình cũng tham khảo. Thì nào giờ mình để cho cỏ ép mình không à? Ép cái lúa mình không, bây giờ mình phải dùng cái lúa mình ép lại cái cây cỏ. Thành ra vừa cái vấn đề cho nó tăng trưởng sớm, sinh trưởng sớm cái lúa của mình á, nó phát triển sớm để nó ép cái cây cỏ, thì cây cỏ như vậy là nó nằm dưới tán của cây lúa thì cái cơ hội để mình ép ngược trở lại thì rất là khó. Biết rằng cái cây cỏ nó mọc khỏe hơn cái cây, nhưng mà có một cái là lúa cỏ với đó cũng là lúa mà. Nhưng mà bởi vì mình không có ăn cái hạt của nó được, vì cái hạt của nó đỏ rồi này kia nên mình gọi nó là cỏ. Nên cái vấn đề mà chúng ta cho cái cây lúa chúng ta phát triển sớm đó là một cái lợi thế trong cái vấn đề diệt cái lúa cỏ. Mà cả sử dụng cái sulfit, tôi đồng tình với anh Phong cái chỗ là phải đưa sớm. Nghĩa là lúc mà cái cây lúa của mình đã ủ giống nó ra rễ rồi, nên cái độ an toàn nó có, trong khi cái lúa cỏ thì chưa. Thành thử ra mình đưa sớm vô, ông này tiền nẻ mầm mà. Cái lúa cỏ mà chỉ cần nảy mầm ra thì gặp cái đụng cái tiền nấm mầm này là nó bị tiệt. Nên cái vấn đề sulfit mà trị sớm thì cái điều đó là đừng nghĩ. Lớn với mạnh thì chắc chắn sẽ thắng hơn cái thằng đi sau và yếu. Rồi, dạ, đi sau yếu hơn. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Và trong chương trình hôm nay cũng có một khán giả hỏi là sau khi thu hoạch lúa tôi sử dụng nấm trico để phun lên rơm rạ, cày xới trộn vùi rơm rạ vào trong cái điều kiện không ngập nước. Nay được 3 tuần rồi tôi bón thêm vôi, khoảng 1 tuần nữa là bón DAP và làm đất kỹ để mà chuẩn bị xuống giống. Làm như vậy thì có hạn chế được ngộ độc hữu cơ hay không ạ? Ồ, cách này của tác nghiệp của ai đó? À, khán giả Lâm Trường Thọ ở Mỹ Tú, Sóc Trăng ạ. Thọ, tôi rất là đồng tình cái cái cách làm này. Đúng là như là mình dùng cái từ gọi là đúng bài bản đó. Có nghĩa là khi mà sau khi thu hoạch lúa xong, em dùng cái nấm trico đạp ma em phun nó lên, xong rồi em cài dù nó vào trong đất nhưng mà không cho ngập nước. Bởi vì cái con nấm mà phân hủy trong cái điều kiện mà đất ẩm á, nó sẽ phân hủy tốt hơn là cho nó ngập nước. Bởi vì con nấm mà nó phát triển ở trong cái nước mà ngập á, thì nó không bằng là trong cái điều kiện cái đất ẩm. Mà em giữ cho được là 3 tuần, rồi sau đó là em có đưa cái vôi, rồi em bón thêm cái DAP vô nữa thì cung cấp thêm cái lân với cái liều cao như nãy giờ tôi cũng có trao đổi thì rất là tốt. Giáo sư, thưa kỹ sư Trương Hồng Phong, lúc nãy kỹ sư có giới thiệu về cái giống lúa OM18. Thì có hai khán giả hỏi là Lâm 11 ở ấp Sóc Trà Vinh và khán giả Nguyễn Thị Gỡ ở Tiền Giang thì hỏi là tôi muốn mua cái giống OM18 này thì mua ở đâu và tập đoàn Lộc Trời có phân phối về Tiền Giang hay chưa ạ? Thưa chị Gỡ, thì đối với OM18 thì hiện nay Lộc Trời sản xuất ra cái lượng giống để đáp ứng cho bà con, đảm bảo là đủ trong cái vụ đông xuân này. Thành ra bà anh chị có thể là tới cái đại lý của tập đoàn Lộc Trời để mình mua cái giống này. Hầu như là đại lý ở trên thị trường của mình đều có phân phối cái giống này. Nhưng mà chị nên nhớ thì hiện nay ở ngoài thị trường có rất là nhiều cái nguồn giống. Nhưng mà đối với cái OM18 mà tôi kêu bằng đúng là gạch ghi á, là giống của Lộc Trời. Tại vì cái giống này là của Diện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, mà Diện Lúa đã nhượng quyền cho tập đoàn Lộc Trời độc quyền về cái giống OM18 này. Thành ra khi mà chị muốn mua cái giống 18 này thì chị mua đúng cái nguồn của Lộc Trời thì nó mới đảm bảo được cái giống. Và nếu mà trong trường hợp mà chị mua hệ thống mà chị mua không kiếm không có đó, thì sau cái chương trình này có thể là chị điện trực tiếp vào cái số điện thoại của tôi trên YouTube thì tôi sẽ hướng dẫn cho chị mua đúng cái đại lý để chị lại chỉ khỏi tốn công mà đi kiếm. Cái YouTube nữa. Dạ, để chị đi kiếm cái đó thì đó là một số cái chia sẻ với chị ạ. Và học. Dạ. Cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong. Dạ. Dạ. Kỹ sư Phong,
Thì đầu vụ đông xuân bà con cũng rất là lo ngại về cái bệnh đạo ôn và vi khuẩn, bởi vì trong những vụ vừa qua thì hai bệnh này đã khiến cho bà con mình cũng rất là nhọc nhằn để quản lý. Thì ở trên tay Ngọc vẫn có 4 khán giả là Nguyễn Văn Nam ở Châu Thành Sóc Trăng, khán giả Thạch Văn Bình ở Long Phú Sóc Trăng, khán giả trên Facebook của chúng ta là Facebook của truyền hình Sóc Trăng có gửi câu hỏi là khán giả Bùi Thị Hòa, khán giả cũng ở trên Facebook cũng là khán giả Thủy Lệ đều hỏi là vi khuẩn trong những vụ trước nhiều, vậy thì bây giờ phòng ngừa như thế nào ở đầu vụ ạ? Mời cái sư phong ạ. Thưa bốn bà con thì và bà con xem đài, thì hiện nay đối với cái đậu vi khuẩn thường thường mình thấy mỗi năm thì thời điểm trước thì nó xuất hiện đơn không à, nhưng mà giờ nó thích nhau lắm, nó đi cặp không à, thành ra năm nào mà xuất hiện đậu ôn thì năm đó có vi khuẩn, thành ra khi bà con nhớ có đậu ôn thì bà con phải tính tới cái chuyện vi khuẩn. Và thường thường bà con thấy mà nắng mưa thì thường cái đậu ôn vi khuẩn nó dễ lên lắm. Và thạc sĩ Xuân Lan cũng vừa mới cái thông tin là khoảng cuối tuần này cho đến khoảng tuần sau thì ở cả nước mình là chịu một cái đợt mà không khí lạnh cộng với cái nhiệt độ của mình là nó xuống, và cái ẩm độ chênh lệch giữa ban ngày ban đêm thì nó cũng cao, thì đây là cái điều kiện thuận lợi cho cái đậu ôn nó phát triển và kéo theo đó là cái vi khuẩn. Thành ra đối với cái đậu ôn vi khuẩn thì mình nên nhớ mình nhớ ba cái thôi. Thứ nhất là cái giống, cái thứ hai là cái phân bón, và cái thứ ba là cái thời tiết. Mình chọn cái giống nào mà nó nhiễm cái đậu ôn thì bà con phải nhớ là mình ngăn chặn cái vi khuẩn sớm. Rồi thứ hai là phân bón, mà mình nếu mà lúa nó tốt quá mà bà con mình đưa cái đạm vô nhiều mà nó gặp đậu ôn thì nó cũng bị nặng. Và cái thời tiết, nó là thời tiết mà lạnh mà cái ẩm độ cao thường thường là cái đậu ôn nó cũng lên đó. Thành ra mình nhớ ba cái điều kiện này để khi mà mình vô chặn mạch ngay cái thời điểm đó cái lúa mình đang gặp thì mình phải ngăn chặn, và người ta khuyên mình ngăn chặn sớm thì cái hiệu nó cao hơn. Thường thường là sau cái cử phân thứ nhất, có nghĩa là 14-15 ngày á, là bà con thấy lúc này là cái đậu ôn nó dễ lên lắm. Thành ra người ta khuyên bà con mình thời điểm 14-15 ngày mình kiểm tra coi có không, nếu có thì mình phun, còn không có thì tới cái đợt phân thứ hai. Nghĩa là trước đợt phân thứ hai thường thường bà con thấy 18-22 ngày đó, thì trước cái cử phân đó bà con kiểm tra một lần nữa coi có đậu ôn không, nếu có thì chúng tôi khuyên bà con mình nên phun sớm, phun trước đi rồi sau đó mình giải phân sau thì nó thuận hơn. Và nếu mà mình nhổ những cái cây mà những cái lung hoặc là những cây mình dặm mình nhổ mà mình thấy nó thúi gốc đó, thì cái vi khuẩn nó đi theo, thì trong trường hợp này anh nên rút nó ra để giải quyết cho cái vi khuẩn nó đừng lây lan. Ở trên chúng ta tăng cường cái Fidia và cái Totan để chúng ta vừa giải quyết đậu ôn vừa giải quyết vi khuẩn, và sau đó 3 ngày nếu mà còn thì phun lại, còn không còn thì thôi. Và nhớ là phun sớm trước cử phân thứ hai là nên quyết định cử phun. Và như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ lúc đầu chương trình cũng có lưu ý với bà con là năm nay bà con cũng đừng có dội là đưa nhiều phân bón quá vô mà làm cho cây lúa nó bộc phát bệnh đậu ôn, và có thể sử dụng các loại phân bón tiết kiệm có áo có lớp hữu cơ để mà mình giảm được cho cái bệnh cho cây lúa. Và thưa quý khán thính giả, thưa bà con, do thời gian có hạn nên chúng tôi xin được khép lại cái phần tư vấn của các nhà khoa học với câu hỏi của bà con. Và hy vọng rằng những cái nội dung mà chương trình hôm nay đã chia sẻ với bà con thì sẽ tiếp thêm cho bà con mình sẽ khởi động vụ đông xuân này sẽ thành công. Và trước khi mời kỹ sư Trương Hùng Phong công bố kết quả của tiết mục Đố Vui Nhà Nông hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem một vài thông tin về Sofit. Lúa cỏ và cỏ đuôi phùng phát triển từ đầu vụ. Vụ này làm cho ngon á nghe không? Thằng hai nó dắt bạn về chơi đó. Hãy dùng Sofit chính hiệu của Syngenta chỉ một lần phun cho cả vụ, diệt tận gốc lúa cỏ, cỏ đuôi phùng và các loại cỏ khác, an toàn tuyệt đối cho lúa. Syngenta Sofit, không còn lúa cỏ, ruộng đều chịu hạn. Mời kỹ sư Trung Hồng Phong. Đáp án đúng của câu hỏi đố vui hôm nay là đáp án D. Ba khán giả sau đây có tin nhắn đúng và được chọn. Khán giả đầu tiên là Nguyễn Văn Hồ ở Châu Thành, An Giang. Khán giả thứ hai là Dương Kim Thành ở Mỹ Tú, Sóc Trăng. Và khán giả thứ ba là Trương Văn Quốc ở Long Mỹ, Hậu Giang. Quà sẽ được gửi đến quý khán giả sau chương trình này. Và hai khán giả được nhận cạc điện thoại từ đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng trong chương trình hôm nay đó là khán giả Nguyễn Văn Hậu ở Thốt Nốt, Cần Thơ, khán giả Nguyễn Hoàng Phong ở Trần Đề, Sóc Trăng ạ. Kính thưa quý khán thính giả, thưa bà con, chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng do đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng và tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện đến đây xin được khép lại. Nội dung chương trình hôm nay sẽ được phát lại vào lúc 15 giờ ngày mai, ngày 10 tháng 10 năm 2019, cũng trên kênh truyền hình Sóc Trăng STV1.
Kỳ tới thì chương trình sẽ trở lại với bà con vào lúc 19 giờ ngày thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019. Kính mời quý khán giả và bà con cùng đón theo dõi và giao lưu cùng với chương trình. Đến đây thì Ngọc Mẫn xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong đã nhiệt tình tư vấn cho bà con. Và rất cảm ơn quý bà con và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi với chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.